Champions League đã trở lại vào đêm qua và kết quả thi đấu của ông lớn sẽ là tâm điểm bản tin ngày 18 tháng 9. Ngoài ra, cập nhật về trận đại thắng của Manchester United tại Cúp Liên đoàn cũng sẽ xuất hiện trong clip dưới đây. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân News và chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Real Madrid đánh bại Stuttgart. Liverpool hạ gục AC Milan. Manchester United hủy diệt Barnsley. Được chơi trên sân nhà Bernabeu ở cuộc đụng độ Stuttgart, nhưng Real Madrid không thể ghi bàn trong hiệp 1 và hai bên đã bước vào giờ nghỉ cùng tỷ số hòa. Mọi chuyện chỉ thay đổi ở phút 46 khi Kylian Mbappe lên tiếng để giúp kèn kèn trắng vươn lên dẫn trước. Thế nhưng Stuttgart chẳng phải tập thể dễ bắt nạt khi đại diện nước Đức có bàn thắng quân bình tỷ số của Dennis Undert. Dẫu vậy, Real Madrid cũng biết cách thể hiện bản lĩnh bằng những pha lập công của Rudiger và Endrick. Chung cuộc, Real Madrid đánh bại Stuttgart với kết quả 3-1 để khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch một cách thuận lợi. Phải hành quân đến sân San Siro trong cuộc đại chiến đầy duyên nợ với AC Milan và Liverpool để đội bạn mở tỷ số ngay phút thứ 3 do công của Christian Pulisic. Thế nhưng với quyết tâm rất lớn, lữ đoàn đỏ đã đưa cuộc đấu về lại thế cân bằng sau bàn thắng của Ibrahim Konate. Không chỉ vậy, Virgil van Dijk còn kịp thời lên tiếng để giúp đội khách vừa lên dẫn trước khi hiệp 1 khép lại. Thời gian sau đó chứng kiến thêm một pha lập công bên phía lữ đoàn đỏ do công của Dominic Szoboszlai. Do vậy, Liverpool hạ gục AC Milan ngay trên sân San Siro với tỷ số 3-1 đầy ấn tượng. Là tập thể nhận đánh giá cao hơn trong màn chạm trán Dinamo Zagreb, nhưng ít ai nghĩ Bayern Munich lại có màn trình diễn ấn tượng đến thế. Trong 45 phút đầu tiên, hùng xám xứ Bavaria đã có 3 lần phá lưới đội bạn do công của Harry Kane, Rafael Guerrero và Michael Olise. Mọi chuyện thậm chí còn trở nên dễ dàng hơn cho đại diện nước Đức trong hiệp 2 khi Harry Kane ghi thêm 3 bàn thắng, còn Michael Olise, Lorenzani và Leon Goretzka cũng lần lượt lập công. Ở chiều đối diện, những nỗ lực của Dinamo Zagreb giúp họ có 2 lần chọc thủng lưới đối thủ. Chung cuộc, Bayern Munich giành chiến thắng hủy diệt với kết quả 9-2 và là tập thể có màn trình diễn đỉnh nhất Champions League vào đêm qua. Được chơi trên sân nhà trong cuộc tiếp đón PSV và Juventus có bàn thắng mở tỷ số do công của Kenan Gündoğan ở phút thứ 21. Không lâu sau đó đến lượt Weston McKennie lên tiếng để nhân đôi cách biệt trong lớn xứ Mỹ ống. Đây cũng là pha lập công cuối cùng của hiệp 1 nên lão bà thành Turin đã bước vào giờ nghỉ cùng lợi thế lớn về mặt kết quả. Chưa dừng lại đó, Nicolas Gonzalez đã nâng tỷ số lên 3-0 cho Juventus trong hiệp 2. Ở chiều đối diện, PSV có bàn thắng danh dự vào phút 90+3 và nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước lão bà thành Turin. Chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ Barnsley ở vòng 3 Cúp Liên đoàn và Manchester United đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Phút 16, Marco Rashford lên tiếng để đưa Quỷ Đỏ vừa lên dẫn trước. Thời gian còn lại của hiệp 1 ghi nhận thêm 2 bàn thắng bên phía đội chủ sân Old Trafford do công của Anthony và Garnacho. Mọi chuyện sau đó tiếp diễn theo chiều hướng dễ dàng hơn với Manchester United trong hiệp 2. Cụ thể, Quỷ Đỏ có thêm 4 bàn thắng nhờ công của Christian Eriksen, trong khi Marco Rashford và Garnacho tiếp tục lập công. Chung cuộc, Manchester United hủy diệt Barnsley với kết quả 7-0 để giành vé đi tiếp một cách đầy ấn tượng. Các tin tức về việc Rodri lọt vào tầm ngắm của Real Madrid đã xuất hiện khá nhiều trong thời gian qua và khiến cho Manchester City không khỏi lo lắng. Tuy vậy, chính ngôi sao người Tây Ban Nha đã lên tiếng để đập tan những hoài nghi về tương lai qua tuyên bố: "Tôi còn 3 năm hợp đồng ở Man City và khi ký vào bản thỏa thuận thì tôi không nghĩ đến những đội bóng khác." Tưởng như sắp tái xuất sau quãng thời gian dưỡng thương, thì Fermín López lại vừa báo tin buồn đến các culé. Theo đó, cầu thủ người Tây Ban Nha gặp thêm vấn đề ở chân phải và sẽ ngồi ngoài vài tuần nữa. Cập nhật trên làm tăng thêm thử thách cho huấn luyện viên Hansi Flick khi danh sách bệnh binh của Barcelona hiện không hề ngắn. Angel Gomez vừa có trận đấu ra mắt tuyển Anh tại cuộc đụng độ Phần Lan và để lại dấu ấn tích cực. Điều này giúp tên tuổi của tân binh tam sử được biết đến rộng rãi hơn và Liverpool đã bắt đầu dành sự quan tâm đến cầu thủ 24 tuổi. Tuy vậy, các fan sẽ phải chờ đến hết phiên chợ đông để biết The Kop có thực sự nghiêm túc trong việc theo đuổi Angel Gomez hay không. Chuỗi trận thất vọng gần đây của Al Nassr khiến đại gia Tây Á quyết định sa thải huấn luyện viên Luis Castro. Hiện tại, đại gia Trung Đông đang có những cuộc thương thảo với Stefano Pioli và hai bên đang ở khá gần một bản thỏa thuận.
Cũng phải nhắc lại rằng vào phiên chợ hè, chiến lược gia người Ý từng đàm phán với Al Ittihad nhưng không thể tìm được tiếng nói chung. Giờ đây, Stefano Pioli đứng trước cơ hội dẫn dắt Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội ở phần tiếp theo của mùa giải. Ngay sau khi Al Nassr sa thải huấn luyện viên Luis Castro, thì tiền đạo Cristiano Ronaldo đã có động thái đáng chú ý. Thông qua bài đăng trên trang cá nhân, CR7 gửi đến ông thầy đồng hương dòng thông điệp cảm ơn vì tất cả. Rõ ràng tiền đạo 39 tuổi vẫn dành sự tôn trọng lớn cho Luis Castro dù chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thể đưa Al Nassr đến chức vô địch Saudi Pro League. Góp công lớn vào việc giúp Inter Miami dẫn đầu bảng xếp hạng miền đông của MLS và Lionel Messi còn được nhắc tên bởi một thống kê thú vị. Theo đó, ngôi sao Nam Mỹ là cầu thủ có lượng áo đấu bán chạy nhất tại sân chơi hàng đầu xứ sở cờ hòa. Mọi chuyện còn đặc biệt hơn, cá nhân xếp dưới El Pulga cũng chính là người chiến hữu thân thiết của Luis Suarez. Tất nhiên, những chi tiết vừa nêu sẽ còn trọn vẹn hơn nếu bộ đôi cầu thủ giúp Inter Miami chinh phục thành công những danh hiệu mùa này. Cái tên Jamal Musiala đã xuất hiện trong rất nhiều tin đồn chuyển nhượng với các đội bóng tên tuổi thời gian gần đây. Điều này cho thấy khó khăn của Bayern Munich với nhiệm vụ giữ chân ngôi sao người Đức. Hiện tại hai bên chưa đạt bất kỳ một thỏa thuận nào với giao kèo mới và khả năng Musiala rời sân Allianz Arena trong những kỳ chuyển nhượng sắp tới là khá cao. Lấy được lòng tin của huấn luyện viên Carlo Ancelotti cùng ban lãnh đạo Real Madrid nên Ferland Mendy đã nhận đề nghị gia hạn hợp đồng từ kênh trắng. Hiện tại hai bên đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với giao kèo kéo dài đến năm 2027 cùng tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Do vậy, các thủ tục cuối cùng sẽ sớm hoàn tất để Los Blancos chính thức công bố bản hợp đồng mới với Ferland Mendy. Vào cuối tuần này thì tâm điểm của giải Ngoại hạng Anh sẽ là đại chiến giữa Arsenal và Manchester City. Do là cuộc đấu ảnh hưởng trực tiếp đến chức vô địch nên danh tính trọng tài cầm còi trận cầu đình rất được các cổ động viên quan tâm. Theo đó, Michael Oliver là người điều khiển màn chạm trán trên, trong khi John Brooks sẽ phụ trách phòng VAR. Tuy vậy, trước khi nghĩ về màn đụng độ với đại kình địch, cả Manchester City cùng Arsenal đều ra sân ở Champions League trong những ngày tới. Đã quay trở lại tập luyện cùng đội 1 Chelsea, nhưng chưa chắc là Ben Chilwell có thể chiếm được niềm tin của huấn luyện viên Enzo Maresca để ra sân thường xuyên. Theo tiết lộ từ báo chí Anh, hai câu lạc bộ Crystal Palace cùng Ipswich Town đều đang theo dõi hậu vệ người Anh và bỏ ngỏ khả năng gửi đi những lời đề nghị trong phiên chợ đông. Do vậy, tương lai của Ben Chilwell vẫn còn là ẩn số với người hâm mộ. Đã ngồi ngoài một thời gian dài vì chấn thương và Gavi vừa báo tin vui với người hâm mộ. Theo đó, cầu thủ người Tây Ban Nha có thể trở lại thi đấu vào ngày 20 tháng 10 nếu được bộ phận y tế bật đèn xanh. Thậm chí nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tích cực thì Gavi sẽ tái xuất sớm hơn nữa. Đây là sự bổ sung vô cùng chất lượng cho Barcelona khi họ đối diện lịch thi đấu dày đặc thời gian tới. Từng là huấn luyện viên trưởng của Barcelona nhưng Quique Setién lại không giúp ông lớn xứ Catalan đạt được thành công về mặt thành tích. Ngay cả khi đã đường ai nấy đi được một thời gian, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn nhắc đến đội bóng cũ cùng nhận xét kém tích cực. Barcelona vẫn chưa trả hết nợ cho tôi kể từ năm 2020. Họ sẽ trả đợt cuối cùng vào cuối tháng này. Sau rất nhiều cuộc thương thảo thì Anthony Martial đã có biến độ tiếp theo trong sự nghiệp. Theo đó, cầu thủ người Pháp sẽ đến Hy Lạp để chơi cho AEK Athens. Được biết, tập thể vừa nêu đang dẫn đầu bảng xếp hạng tại giải vô địch quốc gia và họ kỳ vọng sự xuất hiện của Anthony Martial sẽ làm tăng thêm các phương án nơi hàng phòng ngự. Ở chiều ngược lại, cầu thủ xứ Lục Lăng nhận mức lương 2,5 triệu euro mỗi mùa cùng bản giao kèo kéo dài đến năm 2027. Hiện tại các thủ tục đang được gấp rút hoàn tất để Anthony Martial có thể chơi cho câu lạc bộ mới càng sớm càng tốt. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 tiếng qua. Vào đêm nay thì loạt trận Champions League sẽ tiếp diễn và kết quả thi đấu của các ông lớn cùng nhiều cập nhật nóng hổi khác sẽ xuất hiện liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người một ngày có nhiều điều hạnh phúc.